Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Trong clip này em lại lên sóng giới thiệu cả nhà một con máy lọc khí Panasonic hàng VIP. Con này một con máy VIP mặt cong các bác nhé, mặt dâng cánh vẫy nhưng nó là mặt cong, hàng cao cấp nhất của Pana. Trước khi giới thiệu con máy này thì em giới thiệu sơ qua địa chỉ của em nhé, shop hàng Nhật nội địa, kênh YouTube Giang Phụ Hòa, số điện thoại Zalo 0989897559. Bác nào mà chưa đăng ký thì các bác ấn đăng ký để có các clip mới cập nhật lên thì các bác tiện theo dõi nhé. Các bác có thể ấn like kênh của em để cho nhiều người biết đến hơn. Ở đây là một cái con lọc khí Panasonic, các bác nhìn nó là mặt dâng dòng máy cong. Đây là cái hàng phân khúc VIP nhất, mẫu mã mới của Pana. Một con máy nói chung là không có gì phải quảng cáo nhiều vì nó quá VIP rồi. Tại thời điểm ra mắt thì nó là con máy VIP nhất, mặt cong, hình thức còn rất là đẹp. FVXL70 các bác có thể search mẫu mã này trên mạng nhé, internet. Công nghệ nano y, cảm biến phát hiện người, công nghệ nano Econavi, cảm biến phát hiện bụi 2.5 PM, cảm biến báo phần trăm độ ẩm. Đấy. Được cái máy này là các bạn là khi các bác tắt nguồn đi nhé thì cái báo phần trăm độ ẩm này vẫn hiển thị luôn. Đấy, tức là mình khi mình tắt nguồn đi thì nó vẫn coi như là một cái máy báo độ ẩm. Đấy. Thêm cái tính năng này, cảm biến phát hiện người này thì khi là mà không có người trong phòng ấy thì máy sẽ hoạt động theo cơ chế được lập trình là không có người, giảm hết mọi các cái hoạt động đi sao tiết kiệm tối đa điện năng. Còn khi nó phát hiện có người chuyển động qua phòng, qua trước mắt này thì nó sẽ chạy theo một cái chế độ là có người. Chỉ có cái dòng cao cấp nhất của Pana thì nó mới có thôi ạ. Đấy. Tất cả những năm sản xuất thì nó phải là đời cao cấp nhất thì nó mới có các bác nhé. Đây thì là mắt cảm biến ánh sáng này. Đấy, tối tắt cái là tối tự động tắt đèn. Các cái chế độ lọc khí bù ẩm ở đây các bác nhé, điều chỉnh các cái tốc độ lọc nhanh chậm tự động, điều chỉnh cửa dâng cửa vẫy, điều chỉnh chế độ lọc khí nhanh, cái này chế độ dọn phòng, hẹn giờ đây 2 giờ 4 giờ, hoặc là giữ 3 giây từ khóa trẻ em. Con này thì bên em đầu biến áp điện 220V rồi các bác nhé. Con này nó thuộc loại mặt dâng, dâng cả dưới, dâng cả trên, hở cả hai mặt luôn, tạo cái độ hở tối đa luôn hai mặt. Mang HEPA thì em thay mới rồi nhé, mang HEPA thay mới tinh. Mang này khi mà dùng lâu hỏng thì các bác thay mới có giá là 400.000, nó rất là sẵn nhé, mới tinh. Hàn than hoạt tính bên trong rất là dày. Hàn hoạt tính của Pana thì nó dày lắm. Một con máy VIP của Panasonic, nhìn trông thôi đã thấy nó đẹp rồi. Đặt ở nhà rất là sang đấy các bạn. Bên riêng này thì là khu vực bình nước bù ẩm này. Màng tròn theo máy nói chung là vẫn còn rất là sáng. Đem mát đây, sản xuất 2016 quá nhé, đời cao đấy. FVXL70 60W dùng cho phòng khoảng 40-45m2 trở lại. Cái chiếc này thì em bán là 4.2 triệu các bác nhé, bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển. Máy nó đầu biến áp điện 220V rồi. Các bác nào có nhu cầu chốt một chiếc máy này các bác liên hệ con anh có bánh xe. Bánh xe đẩy ngang này các bác nhé, bánh xe đẩy ngang. Các bác nào cần mua một con máy hàng VIP các bác liên hệ nha. Chào các bác.